Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, rau xanh là một phần không thể thiếu trong mâm cơm hàng ngày của mỗi gia đình. Thế nên, nếu hỏi một cô bác nội trợ ở đây cách chế biến từng món rau thì chắc chắn là chúng ta có thể trả lời phanh vách, có đúng không nào? Tuy nhiên, hầu hết cô bác chỉ biết rằng rau xanh có chứa nhiều vitamin, chất xơ cùng với các khoáng chất có lợi cho cơ thể mà thôi. Nhưng để hỏi loại rau nào có thể giúp cho chúng ta tăng cường thể lực, cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ thì chắc hẳn là có nhiều cô bác không biết. Do vậy, trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ 3 loại rau giúp cô bác nhận được hàng chục, thậm chí là hàng trăm siêu chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Hơn nữa, chúng còn giàu vitamin C hơn cả cam chanh mà ít cô bác nào biết tới. Cô bác ăn càng nhiều lại càng tốt cho sức khỏe, thậm chí còn có thể cải lão hoàn đồng nữa đấy cô bác. Xin mời cô bác cùng tôi theo dõi để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của cả gia đình nhà mình cô bác nhé. Loại rau cực bổ cho sức khỏe của chúng ta đó là súp lơ trắng. Những ngày gần đây, khi mà số ca mắc Covid-19 tăng liên tục, có nhiều cô bác đi chợ lúc nào cũng mua đầy ắp cam chanh, gừng sả về để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của mình với mong muốn sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Thế nhưng việc làm này nếu lạm dụng sẽ không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, nếu cô bác muốn bổ sung vitamin C cho cơ thể thì cũng nên cung cấp từ nhiều loại thực phẩm khác nhau, đặc biệt là rau xanh. Trong đó có súp lơ trắng được xem là một loại rau có chứa nhiều vitamin C. Theo các chuyên gia cho biết, trung bình cứ khoảng 100g súp lơ sẽ có chứa 46mg vitamin C. Ngoài ra thì súp lơ trắng cũng có chứa một vài hoạt chất chống ung thư, vitamin B và vitamin K của bác nhé. Thành ra, điều này đã giúp cho chúng có được đặc tính tăng cường miễn dịch, chống lão hóa và chống ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, hẳn là cô bác cũng đều biết, chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào khỏi gốc tự do có hại và viêm. Tương tự như các loại rau họ cải khác, thì súp lơ trắng đặc biệt có nhiều glucosinolate và isothiocyanate. Hai nhóm chất chống oxy hóa đã được chứng minh là làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư của bác nhé. Chưa kể, súp lơ trắng lại có chứa lượng calo ít, khiến cho nó trở thành món ăn phù hợp cho những cô bác nào đang muốn quan tâm đến việc giảm cân. Súp lơ trắng là một sự thay thế tuyệt vời cho nhiều món ăn yêu thích có chứa nhiều cáp như là gạo, khoai tây mà không làm mất đi hương vị trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Loại rau trường sinh tiếp theo đó chính là cải bó xôi. Chắc hẳn là ít nhiều cô bác cũng đã từng nghe mọi người truyền tai nhau hoặc là đọc từ các tạp chí về sức khỏe rằng cải bó xôi là một trong những loại rau trường sinh, có đúng không nào? Thế nhưng tôi tin chắc là cô bác chỉ nghĩ rằng đó là cách ví von thái quá về lợi ích mà cải bó xôi mang lại. Tuy nhiên thực tế thì loại rau này có thể giúp cho cô bác cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi xuân cực kỳ tốt. Cô bác đã bao giờ nghe đến cái tên Tống Mỹ Linh hay chưa? Đây là một người phụ nữ vô cùng nổi tiếng trong lịch sử của Trung Quốc hiện đại. Bà được biết đến là vợ của Tưởng Giới Thạch, vị tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Đồng thời, những câu chuyện về cách dạy con và bí quyết gìn giữ nhan sắc, sức khỏe của bà Tống Mỹ Linh đến nay vẫn được người đời sau ngưỡng mộ đấy cô bác. Thế nhưng ít ai biết rằng, vào năm 40 tuổi, Tống Mỹ Linh từng được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn đầu và sau đó thì bà vẫn sống thọ đến 106 tuổi. Đây là một điều kỳ diệu bởi vì trong quá khứ, y học vẫn chưa phát triển như ngày nay đâu cô bác. Tất nhiên là bà Tống đã kịp thời cắt bỏ khối u ở giai đoạn sớm, thế nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Và cách để nhanh chóng hồi phục, cô bác có biết đó là gì không? Đó chính là bà thường xuyên duy trì tinh thần lạc quan. Đây là một yếu tố quan trọng để chiến đấu với bệnh tật. Và đặc biệt, bà thường chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, vô cùng chú ý đến chất lượng của khẩu phần ăn. Trong bữa ăn của bà Tống Mỹ Linh có một loại rau thường xuyên xuất hiện, đó chính là rau cải bó xôi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, thì rau cải bó xôi rất giàu caroten, vitamin C, canxi, phốt pho, sắt, vitamin E và các thành phần có lợi khác. Mà cô bác cũng biết rồi đó, chúng có thể cung cấp nhiều loại chất dinh dưỡng cho cơ thể. Chưa kể, các nguyên tố vi lượng có chứa trong loại rau này có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của cô bác và cải thiện sức khỏe của cơ thể. Điều này sẽ giúp cho cô bác giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là khi về già cô bác nhé. Tuy nhiên, có một lý do nữa khiến cho loại rau này được mệnh danh là rau trường sinh, đó chính là chúng có khả năng làm sạch da, chống lão hóa, đặc biệt là có chứa nhiều vitamin C. Chiết xuất từ rau bina có tác dụng thúc đẩy sự tăng sinh của các tế bào trong cơ thể, từ đó sẽ giúp cho cô bác chống lão hóa, tăng cường sức sống tươi trẻ. Thậm chí, khi cô bác bị chân lông trên da, nếp nhăn và đốm sắc tố, da có mụn, thì chúng ta cũng có thể sử dụng rau bina giã nát, lấy nước cốt rửa mặt vài lần trong tuần để tình trạng vừa rồi được cải thiện hoàn toàn cô bác nhé. Đặc biệt, theo các chuyên gia về sức khỏe đã chia sẻ, kết quả từ cuộc khảo sát hơn 15.000 đàn ông trong khoảng 12 năm cho thấy rằng những bác nam nào thường xuyên ăn rau xanh mỗi ngày thì có thể giảm 25% nguy cơ bị bệnh tim so với những cô bác không ăn rau xanh. Trong đó, rau bina được xem là loại rau đứng đầu có thể giúp cho cô bác duy trì trái tim của mình ở trạng thái tốt nhất, nhờ vào các chất như là lutein, folate, kali và chất xơ có chứa trong loại rau này. Vậy nên sẽ không quá khi nói rằng ăn loại rau này có thể giúp cho cô bác phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Và cuối cùng, có mặt trong danh sách này chắc chắn không thể nào thiếu bông cải xanh. Cũng quen thuộc giống như hai loại rau vừa rồi, bông cải xanh rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt. Có nhiều cô bác thường ăn rau này bởi vì nó có vị ngọt, đặc trưng khó lẫn. Hơn nữa, sẽ rất đưa cơm nếu như xào cùng với thịt bò, xào cùng với mực, đúng không nào cô bác? Thế nhưng, quan trọng hơn cả việc đem đến cho cô bác một món ăn ngon miệng, thì bông cải xanh còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Bởi vì chúng có chứa nhiều chất xơ, thế nên sẽ giúp lọc gan, chuyển hóa trong ruột hiệu quả hơn. Như vậy, cô bác có thể giảm thiểu nguy cơ phát triển ung thư, đặc biệt là ung thư tá tràng. Những nghiên cứu gần đây trên các biểu mô, tế bào và chuột cho thấy rằng một lượng sunfo rất lớn có trong bông cải xanh, sulforaphane, có tác dụng phong tỏa các enzyme phá hoại và làm tổn thương sụn. Thành ra, việc đưa bông cải xanh vào trong chế độ ăn uống của cô bác có thể giúp làm chậm và thậm chí là ngăn ngừa thoái hóa khớp. Nhất là cô bác nào đang bước vào giai đoạn trung niên, chỉ cần trái gió trở trời, tối đến là đau mỏi không thôi. Lúc này, cô bác chỉ cần ăn thêm bông cải xanh thì tình trạng đau xương, mỏi khớp cũng có thể được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, chất sulforaphane trong bông cải xanh cũng đã được nghiên cứu cho thấy là có tác dụng tiêu diệt các tế bào gốc ung thư, là nguyên nhân tăng trưởng khối u trong cơ thể. Hơn nữa, chất này còn có tác dụng tăng enzyme tế bào bảo vệ, chống lại những tổn thương từ các hóa chất trị liệu khi mà cô bác chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Điều khiến cho cô bác bất ngờ hơn nữa đó là trong một nghiên cứu đã được công bố cho thấy rằng chúng ta chỉ cần ăn 4 lần bông cải xanh mỗi tuần là có thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh ung thư tuyến tiền liệt lên đến 98%. Vậy nên nếu có điều kiện thì cô bác đừng bao giờ bỏ qua loại rau vừa rẻ tiền lại dễ mua ở bất cứ đâu cô bác nhé. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý với cô bác một điều, tốt đến mấy thì ăn điều độ khoa học mới có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Tốt nhất là mỗi tuần cô bác nên ăn 2 lần, mỗi lần khoảng 1 bông cải to cho gia đình 4 người là được rồi cô bác. Như vậy có thể nói rằng, 3 loại rau vừa rồi được gọi là loại thuốc trường sinh bởi vì chúng có chứa tất cả các chất dinh dưỡng lành mạnh thiết yếu cho cơ thể cô bác. Ngoài việc hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, thì rau củ quả còn giúp cho cô bác giảm cân, dễ tiêu hóa, đặc biệt là phòng ngừa ung thư. Vì vậy, cô bác nên ăn từ 2 cho đến 3 chén rau như là nấu, hấp, chiên, xào hay ăn sống mỗi ngày để tốt cho sức khỏe, tăng cường thêm vitamin C cho cơ thể của bác nhé. Tuy nhiên, không phải lúc nào rau củ quả cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe của cô bác. Ngược lại, có một số loại rau đôi lúc còn đầu độc khiến cho cô bác mất mạng dễ như chơi. Thậm chí, những loại rau củ này vẫn xuất hiện đều trong bữa ăn của người Việt và đằng sau nó là tiềm ẩn một lượng lớn chất độc gây ung thư, dị dạng thai nhi mà không phải cô bác nào cũng biết tới. Do vậy, trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi sẽ cảnh báo 2 loại rau điển hình dù cho tiền cô bác cũng cấm ăn để bảo toàn tính mạng và sức khỏe của mình và cả gia đình nhà mình. Loại rau đầu tiên mà cô bác tuyệt đối không nên ăn đó chính là cải thìa có dấu hiệu hư úng. Gia đình cô bác nào thường xuyên ăn lẩu thì chắc chắn là không thể nào không biết đến loại rau này rồi, có đúng không nào? Chúng vừa dễ dàng chế biến thành các món ăn ngon mà còn có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Thậm chí, các chuyên gia sức khỏe còn cho biết trong loại rau này có chứa nhiều chất glucosinolate có tác dụng chống lại các yếu tố gây ung thư cũng như là kháng độc thực vật tự nhiên. Tuy nhiên, chúng chỉ thực sự tốt khi mà vừa mới thu hoạch và cô bác sử dụng khi chúng còn tươi xanh. Nếu chủ quan, đi chợ vào tầm chiều tối thì thường các bó rau sẽ ngả vàng, hư úa. Khi ăn phải, không những chúng không mang đến lợi ích gì cho sức khỏe của chúng ta, mà ngược lại còn có thể khiến cho cô bác dễ trúng độc, gây ra đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chướng bụng. Nặng hơn thì có thể bị chuột rút, hôn mê. Và nguy hiểm nhất là khiến tử vong ngay tại chỗ. Do vậy, khi có dấu hiệu hư úng thì tốt nhất là cô bác nên bỏ đi luôn để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình nhà mình. Và loại rau cuối cùng cực hại nhưng lại là đặc sản mà nhiều cô bác thường hay ăn, đó chính là măng tươi. Tôi biết rằng có nhiều cô bác ở đây thường có thói quen mua măng tươi về để hầm canh xương, bởi vì độ ngọt và thơm của măng khiến cho món ăn vô cùng hấp dẫn. Thậm chí trong nhiều bữa tiệc, bữa cỗ gia đình thì món canh này được xem là món chính, không thể nào thiếu, có đúng không nào cô bác? Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý, trong măng tươi có chứa rất nhiều cyanit. Mà cô bác có biết không, đây là một loại độc tố có khả năng gây ngộ độc khi chúng ta ăn quá nhiều. Trong tình huống xấu nhất, có thể gây tử vong qua đường tiêu hóa. Cụ thể hơn thì cô bác có thể hiểu như thế này. Một số loại măng tươi chưa đủ độ chín để thu hoạch thì chúng có chứa rất nhiều cyanit. Chất này khi đi vào trong cơ thể của chúng ta dưới tác dụng của những enzyme trong hệ tiêu hóa sẽ lập tức biến thành axit cyanhydrid. Trong khi đó, chất này là một chất cực độc với cơ thể, nguy hiểm đến mức nếu chúng ta nặng khoảng 50 kg mà chỉ cần ăn phải 50 mg là đã có thể tử vong rồi. Vậy nên, nếu cô bác muốn ăn măng tươi thì chúng ta phải chế biến thật kỹ lưỡng, đặc biệt là măng rừng. Cô bác mua về phải ngâm cẩn thận, ngâm ít nhất là 24 tiếng để có thể loại bỏ đi chất độc mới có thể ăn được cô bác nhé. Như cô bác đã thấy thì rau xanh vốn được coi là thực phẩm lành mạnh bậc nhất. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp cũng có thể biến thành nguy cơ gây ra bệnh ung thư, khiến cho cô bác mắc bệnh gan thận nếu không biết sử dụng đúng cách. Vậy nên, để rau xanh có thể phát huy đúng tác dụng, cô bác nên đảm bảo nguồn rau sạch, không có vi khuẩn gây bệnh và các hóa chất độc hại nguy hiểm. Mà thay vào đó, cô bác nên ưu tiên bổ sung 3 loại rau sau đây vào trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình để cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của bác nhé. Loại rau đầu tiên cực bổ cho sức khỏe của cô bác đó là súp lơ trắng. Loại rau trường sinh tiếp theo là cải bó xôi. Và cuối cùng có mặt trong danh sách này chắc chắn không thể thiếu bông cải xanh. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là việc ăn uống điều độ đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.